Xin chào các bạn. Bận làm online marketing cho khách hàng quá, nhiều khi cái đam mê về nhiếp ảnh của tôi cũng bây giờ cũng không còn nữa. Mà cái đam mê đấy nó được thay đổi thành một cái là yêu cái công việc là làm marketing cho khách hàng. Trong quá trình làm marketing cho khách hàng thì buộc các bạn vẫn sẽ phải sử dụng đến hình ảnh, đúng không ạ? Sale các bạn cũng cần đến hình ảnh, web các bạn cũng cần đến hình ảnh. Thì tôi cũng để đây cái máy ảnh này thôi cho nó đẹp thôi, chứ cũng không có ý gì cả. Nó cũng không làm, đây cũng không phải là một công cụ làm sale tốt, đúng không ạ? Vâng. Thì nói một chút, xa xôi một chút, thì trước đây tôi cũng rất là thích chụp ảnh và đã từng được đạt một số cái giải thưởng về nhiếp ảnh. Nhưng mà sau đó thì công việc rồi thì cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Những cái thời gian mình phải dành cho cái việc làm giả tiền, phục vụ khách hàng. Ok, lan man như thế được rồi, chia sẻ với anh em, với các anh chị cái chương trình như vậy. Như thường lệ thì bài học tiếp theo là gì? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn bài học có tên là Index Google một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các bước để Index Google nhanh. Thì trong bài học này thì tôi sẽ giới thiệu hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu công cụ để Google Index, còn gọi là Google URL Submit hay là Submit URL. Cái từ Submit trong tiếng Anh là cái từ đệ trình ấy. Sub là S-U-B-M-I-T, Submit. Submit là đệ trình đưa lên, được chưa ạ? Và thứ hai nữa là tôi sẽ trình bày một cái nội dung là 7 bước để giúp các bạn Index nhanh. Thế nội dung thứ nhất tôi muốn trình bày với các bạn là Google Index nhanh như thế nào, tối ưu cho SEO với Google URL Submit ra sao, được chưa ạ? Thì đầu tiên các bạn cần hiểu Google URL Submit là gì. Thì nó là một cái công cụ miễn phí của Google nằm trong bộ Google Webmaster của Google, để cho phép các cái người quản trị web, những người làm SEO như chúng ta đưa đường link lên trên cái công cụ này để cho thông báo với Google rằng là có một cái đường link website như vậy, và các bạn đưa spider, đưa robot vào index đi, đúng không ạ? Chúng ta quan tâm nhất đến chuyện là Google nó có index hay không index, và index thành công hay không. Đó, thì đây chính là cái kỹ thuật SEO tay và hợp pháp được Google cho phép, được chưa ạ? Thế thì khi chúng ta đăng một cái bài viết lên trên website, thì trên hệ thống website đã có bài viết, nhưng mà Google cũng có thể chưa tìm ra cái bài viết đấy. Vậy thì mình cần phải làm một cái việc, đó là thông báo cho Google biết, để Google đưa robot của mình đến cái trang web đấy, nó đi tìm trên các cái mã HTML của chúng ta, làm sao mà nhanh nhất có thể, tốt nhất có thể và đúng ý của Google nhất có thể, thì cái cơ hội tăng được từ khóa lên SEO trên top, cái top càng cao của chúng ta là càng dễ dàng, được chưa ạ? Thì bây giờ có những cái chương trình đào tạo SEO như thế này thì chúng ta mới biết. Trước đây thì khoảng 7-8 năm trước, cái hồi mà tôi mới đi làm mà tôi quản trị trang web cho công ty thì tôi cũng không biết, tôi cũng phải tìm bằng tiếng Anh rất là nhiều. Và hồi đấy tôi cũng sử dụng index tay như thế này bằng Google URL Submit rất là tốt. Vâng. Thế thì ở đây thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần xuất bản bài viết trên web, copy cái đường link đấy và vứt vào Google URL Submit, được chưa ạ? Vậy thì cái câu hỏi thứ hai là cái Google URL Submit nó là cái gì và đường link nó ở đâu? Thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ www.google.com/webmaster/tools/submit-url. Tất nhiên là tôi dùng tiếng Anh bởi vì không có tiếng Việt, được chưa ạ? Và đơn giản nhất thì các bạn mở Google ra, các bạn tìm chữ Google. Trong công cụ Google các bạn tìm chữ Google, vâng, URL Submit, URL, URL, cái đường link đấy, đúng không ạ? URL Submit thì tôi vừa nói rồi, S-U-B-M-I-T, URL Submit thì nó sẽ ra cái đường link đó. Thì sau khi ra cái đường link đó thì chúng ta sẽ khai báo, thông báo với Google cái bài viết đó, và chúng ta có thể gửi một lúc rất nhiều các cái đường link của chúng ta. Thí dụ ngày hôm nay các bạn viết 5 bài chuẩn SEO, thì cứ mỗi một lần bạn viết xong, bạn lại vào bạn khai, bạn submit luôn, để cho nó đưa robot đến, đưa spider đến, để nó mò trên trang của chúng ta càng nhanh càng tốt.
Được chưa ạ? Chúng ta càng làm cẩn thận bao nhiêu càng tốt. Thậm chí là lâu lâu chúng ta có thể quay lại, chúng ta submit lần 2, submit lần 3. Được chưa ạ? Một cái câu hỏi nữa tôi muốn trả lời là index là gì, đúng không? Thì chúng ta hiểu đơn giản đây chính là cái cách mà Google sẽ đánh dấu cái chỉ mục, cái bài viết ở trên website của bạn vào cái danh sách kết quả của Google. Hoặc là robot nó đánh dấu được, nó trả về server của chúng ta. Thì sau này khi mà người dùng người ta tìm trên Google thì server sẽ trả về, thì cái đấy người ta gọi là index. Được chưa ạ? Và chúng ta càng được index nhanh, càng được index nhiều thì SEO của chúng ta sẽ lên. Thế thì cái giao diện nó sẽ hiển thị ra cái Google Search Console như thế này. Và nó có một cái đường, có một cái hộp, nó điền cái đường link URL. Thì chúng ta sẽ copy cái đường link website của chúng ta. Thí dụ website của chúng ta là phananhonline.com/học-seo-với-phananh. Tôi lấy thí dụ như vậy, có một cái đường link như vậy, phananhonline.com/học-seo-với-phananh. Copy cái đường link đấy, các bạn vứt vào cái ô URL này. Được chưa ạ? Nó có một cái nút hình vuông là I'm not a robot, tức là tôi không phải là một cái máy. Để tránh cái việc là Google nó rất là ghét cái người dùng mà sử dụng tool nhá. Bởi vì là có rất nhiều các cái tool được thiết kế ra để qua mặt Google. Đấy, sau này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn có rất nhiều cái tool, ví dụ như là tool người ta chuyên đi spam các diễn đàn, hoặc là tool chuyên đẻ ra các cái trang tin hoặc là các cái trang blog, sau đó đăng toán loạn lên để lấy backlink. Thì Google nó cực kỳ ghét những cái người dùng mà qua mặt Google như thế, và nó sẽ phạt rất nặng, đúng không ạ? Thì ở đây thì nó mình tích vào cái nút đấy rằng là đây không phải là một cỗ máy. Sau đó mình bấm cái nút là submit request, đúng không ạ? Submit là đệ trình, request là yêu cầu, nên mình gửi yêu cầu đến cho Google. Thế là xong, thế thôi. Động tác rất đơn giản, có đúng không ạ? Và chúng ta cứ làm đi làm lại, cứ mỗi một lần có một link mới chúng ta lại làm. Một ngày 5 bài submit 5 lần, một ngày 10 bài submit 10 lần. Thậm chí như tôi nói đấy, là chúng ta có thể submit lại để chúng ta làm, được chưa ạ? Vâng, thế sau đó thì xong rồi thì chúng ta có thể làm tiếp tục, ok. Thì đấy là cái phần mà tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái công cụ Google URL Submit. Công cụ này rất đơn giản thôi, và cái thao tác cũng rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng hữu hiệu cực kỳ lớn để giúp tăng cái thứ hạng lên cho các bạn càng sớm càng tốt. Rất là tốt cho web, rất là tốt cho SEO, cái quá trình các bạn đang làm. Được chưa ạ?